Hello, xin chào bác. Chào các bác đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì ngọc thưa bác một chiếc đồng hồ rất đẹp và đang cực kỳ hiếm ở trên thị trường. Đây là một chiếc phiên bản sản xuất số lượng giới hạn của thương hiệu Seiko Precept với chỉ 8.000 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới thôi các bác nhá. Thời điểm tại thì hàng mới của dòng sản phẩm này thì chắc chắn gần như là em thấy không xuất hiện trên thị trường. Chắc là có lẽ đã hết hàng rồi. Bây giờ anh em muốn mua chỉ có thể mua hàng qua sử dụng mà thôi. Chiếc này chúng ta có mã sản phẩm của em nó là Sari 136 anh em nhé. Và về cái tình trạng đây là một chiếc hàng qua sử dụng, độ mới đánh giá mức ổn, anh em mua có thể về dùng rất là thoải mái. Tiếp theo nữa thì chiếc này thì về thì anh em lưu ý một chút là cái dây của chiếc đồng này thì chủ cũ người ta sử dụng cái dây cũ của nhà Seiko thì bị hỏng hết rồi. Đấy cho nên là bây giờ chỉ còn lại dây da handmade bên em thay vào thôi. Nhưng anh em thấy thay bộ dây màu nâu vào với chiếc đồng này thì rất là đẹp và phù hợp rồi. Về giá bán thì bên em sẵn hàng phục vụ anh em mức giá là 8 triệu 500 đồng, 8 triệu rưỡi anh em nhé. Mức giá phải nói là vô cùng tốt dành cho sản phẩm này thôi. Trước khi đến kênh với chương trình video ngày hôm nay, xin mong anh em dành một chút gian khoảng 1-2 giây thôi. Muốn nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới, YouTube sẽ thông báo cho anh em. Từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chương nào về cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian anh em nữa, chúng ta kỹ hơn với chiếc Seiko Precept Sari 136 trong video đồng hồ ngày hôm nay. Sari 136 nó sử dụng một cái phối màu rất đẹp và hoàn hảo các bác nhé. Đây là dòng phẩm mà nhiều anh em đánh giá là đẹp nhất của dòng phẩm Seiko Precept Cocktail nói riêng và dòng phẩm Seiko Precept nói chung. Mặc dù là chỉ sở hữu bộ máy 4R thôi, nhưng mà về cái phối màu này, thiết kế mặt số này thì thực sự là những con máy 6R, những cái con mặt số, những con máy đồng hồ 6R không chỉ là không có con nào có thiết kế đẹp như con này. Phải nói đây là cái mặt số đẹp, độc đáo bậc nhất. Đặc biệt là cái vân nhám này, vân nhám kiểu vân thiên thạch nhám bên trong, tông màu nâu cà phê và cái phần mặt nền benzo bên ngoài này chúng ta sẽ được mạ PD màu vàng chanh và vàng champagne đấy, rất đẹp và độc đáo. Nó không phải là vàng gold cũng không phải là vàng hồng đâu các bác nhá. Bộ dây đây là dây da handmade và chất liệu dây là dây da cá sấu bên em nó thay vào mắt tre màu nâu, rất phù hợp với thiết kế thân vỏ này, qua chiếc khóa bướm quen thuộc của Seiko. Đáy sau đương nhiên sẽ đáy hở máy cho anh em quan sát chuyển động máy bên trong rồi. Đấy là cơ bản về ngoại hình của em này thì cũng tương đối quen thuộc với những chiếc Seiko Precept Cocktail khác nữa thôi. Thêm nữa chiếc này chúng ta sẽ có một cái kính vòm cong. Đấy, đây là đặc điểm nhận trưng, đặc điểm nhận dạng của dòng Seiko Precept Cocktail các bác nhé. Sử dụng máy cơ 4R57 thì đây cũng là bộ máy tốt nhất của dòng máy 4R rồi. Đấy, hoạt động mượt mà 29 trên kính cơ mà. Đấy, có cả chức năng power surf hình vòng cung ở đây. Đấy, anh em mình thấy cái mặt số bên trong này. Phải nói là còn mà là đồng hồ là mặt số rất đẹp, phối màu cực kỳ hoàn hảo luôn. Không chua ngoa, không điêu khi mà nói rằng chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ đẹp nhất của dòng Seiko Precept Cocktail luôn. Đấy. Chiếc này khi cầm trên tay trọng lượng rất là gọn nhẹ đấy, tại vì đây là đồng hồ dây da đeo rất ổn áp trên tay, anh em đeo rất thoải mái khi viết lách cọ máy hoạt động cổ tay. Tiếp theo nữa size mặt cầm này cũng chỉ loanh quanh khoảng 40 mm và độ dày mặt số tính cả phần kính vòng cong khoảng 14. Đây là nếu mà anh em muốn đeo đẹp chiếc này thì chu vi cổ tay cũng phải khoảng tầm trên 15.5 anh em nhé, trên 15.5 anh em có thể đeo đẹp chiếc này. Với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 8.000 chiếc trên toàn thế giới mà thời điểm hiện tại thì hàng mới đã không còn, thì chiếc đồng hồ này thì anh em chỉ có thể mua hàng qua sử dụng và về giá trị sưu tầm của em nó cũng rất là cao. Đấy, rất đẹp, mức giá bán 8 triệu rưỡi thì phải nói là vô cùng ổn rồi. Con này nếu mà hàng mới bây giờ mà có hàng nó phải tầm 16-17 triệu là rẻ đấy anh em nhé. Chứ còn nếu mà có hàng có khi còn đắt hơn. Nhưng mà bây giờ chắc lâu lắm này, cũng khoảng 2 năm rồi không thấy hàng về, em nghĩ chắc là cũng hết hàng mới rồi đấy. Đấy. Tiếp theo nữa đến kia cái mặt số của em này một chút. Đây, cái mặt số đẹp, đẹp phải nói là đẹp gần như là hoàn hảo của dòng cocktail. Mặt số vân nhám thiên thạch ở bên trong này. Đấy, thêm một chút thì đó cái ứng của phần kính vòng cong khiến những cái mặt số trở nên huyền ảo hơn, đẹp hơn, cuốn hút hơn rất là nhiều. Nổi bật thì chúng ta sẽ bộ kim cọc được mạ PD màu vàng champagne ở đây. Và anh em thấy cọc số của dòng Seiko Precept Cocktail nó luôn được làm dạng vắt kim cương ở bên trong rất đẹp, rất là nghệ thuật. Tiếp theo là chức năng Power Reserve báo năng lượng dự trữ cốt, nó sẽ làm hình vòng cung kéo dài từ góc 12 giờ xuống đến góc 4 giờ. Thời gian tích cốt tối đa của máy này nó sẽ là 42 tiếng các bác nhá. Logo Seiko Precept và dòng chữ Automatic hãng mà để góc 12 giờ quen thuộc cho anh em. Góc 6 giờ chúng ta sẽ có một cái lịch ngay. Giữa 7 và 6 giờ ta sang chữ Make in Japan, một chiếc sản xuất product tại Nhật. Bên này chúng ta có mã máy và mã phần mặt số. Kính cái này với chất liệu kính vòng cong nó sẽ là kính HLX các bác nha. Kính HLX khả năng chịu lực va đập và chống sốc được cực kỳ tốt rồi. Tuy nhiên về vấn đề chống sức nó chưa thể bằng được kính sapphire. Anh em lưu ý giữ gìn một chút cho phần mặt kính này, tránh để va quệt các bề mặt sắc cạnh có thể bị sức kính. Còn tình trạng cái phần mặt kính chỗ này nó đang còn mới nguyên, chưa hề bị sức sát gì cả đâu các bác nhá. Thân vỏ bên ngoài chúng ta sẽ đánh bóng toàn bộ và mạ PD màu vàng champagne. Về độ mới thì em sẽ zoom cho anh em nhìn thấy một chút này. Cũng có những vết xước vảy lông mèo tương đối nhiều đấy các bác nhé, nhưng mà gần như là cũng không bị sức cấn móp, không bị sức to, cho nên là cái nhìn trực diện này thì nó đeo vẫn còn rất là ổn đấy. Nhìn anh em nhìn thấy nó đeo rất ổn đúng không, càng bên trên này, càng bên dưới này, cạnh bên này đó, cũng chỉ vết xước phẩy lông mèo thôi. Núm chỉnh của logo của Seiko và chữ S rất là nghệ thuật ở đây. Đấy, phần núm là cho anh em chỉnh giờ, lên có tay và chỉnh lịch ngày anh em nhé.
Đấy. Dây thì dây bên em mới thay là dây mới cứng đét luôn, chất liệu dây cá sấu đây, hình con cá sấu đang há mồm đây. Đấy. Khóa là chiếc khóa bướm chống gập chống gãy dây, có logo của Seiko đây. Cái con khóa này nó cũng đầu khóa nó hơi bạc màu một chút. Đấy. Chủ cũ họ đeo chiếc đồng này rất là nhiều, cũng không lạ gì, tại vì con hồ này nó quá đẹp, đeo lên tay thì không gì để mà chê cả. Đặc biệt là mặc áo vest, áo sơ mi, đeo một con hồ thiết kế tông màu này rất là tuyệt vời. Mặt màu nâu cà phê đẹp sang nhưng lại không quá bị già. Đấy. Chúng ta có cái kích thước mặt của em này, đường kính là khoảng 40 mm, độ dày mặt số tính cả phần kính vòng cong 14, và chiều dài càng con này khoảng 47. Đấy, thông số kích thước rất đẹp. Trong việc ở tay của anh em chỉ cần nằm trong khoảng tầm từ 15.5 trở lên là anh em thể đeo đẹp trước này. Đó, ví dụ tay của em là 15.8 này, anh em thấy em đeo rất là vừa vặn và đẹp mắt đúng không? Size mặt 40 gần như size mặt quốc dân thị trường Đồng Nam chúng ta rồi, hầu như anh em nào đeo cũng đẹp thôi. Độ dài cũng tương đối dài một chút, đặc biệt là cái kính vòng cong nó nổi lên này, tạo nên cái đồng hồ nó khá nổi bật trên cổ tay. Đấy, anh em có tay trên 15.5, đặc biệt là từ 15.8 như của em đến khoảng 17 là chuẩn bị tay lý tưởng nhất anh em đeo chiếc này nhá. Màu sắc rất đẹp, sang, bắt mắt. Xem giờ rất là dễ anh em nhìn này, sẽ xem giờ rất dễ này. Đấy, cái này về kim cương bắt sáng mặt quang vô cùng hoàn hảo mà. Mặt sau dây chúng ta sẽ lót màu nâu. Đây có hình một con cá sấu đang ham mồm. Đấy, chất liệu dây da cá sấu rồi. Đấy, rồi chúng ta sẽ đáy hở máy cho anh em quan sát chuyển động máy trong. Thì trên vang chúng ta sẽ nhìn thấy bộ máy 4R57A, 29 chân kính, tần số động 21.600, tích quát 42 giờ, bộ máy theo sản xuất lắp tại Nhật, logo Seiko và Seiko tham quát. Ngoài chúng ta có logo Seiko, mức chống nước 153, tương đương 5 mét, thân vỏ làm thép không gỉ. Và máy mã phần case back, chung là chân anti mắc tích chống tư. Cái máy này nó sẽ được mạ PD màu vàng champagne, nhưng mà cảm giác nước mạ nó cũng đang bị bay đi một chút ít ở cái chỗ góc logo Seiko này. Đấy, còn lại thì đều tương đối ổn cả thôi. 4R57 là bộ máy cao cấp nhất của dòng máy 4R là Seiko đây anh em nhé. Gần gần như là tiệm cận đến cái con máy 6R 21, 6R 27 rồi. Tại vì nó có lên đến 29 chân kính cơ. Nó chỉ kém một chút về cái tần số động thôi. Đầy đủ chức năng, từ lên có tự động này, có bằng tay này. Dừng kim dây cái chỉnh giờ này, chúng ta sẽ mở ra hai nấc. Kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát từng giây. Đồng hồ nó có lịch ngày, anh em vặn góc 12 giờ mà lịch ngày nó không nhảy thì đây đang giờ buổi chiều. Ví dụ đây là 4 giờ chiều. Đóng lại kim dây chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày thì anh em mở đúng ra một nấc này. Vẫn xuôi theo chiều kim hồ. Đấy, ta chỉnh lịch ngày. Sau chỉnh giờ lịch ngày xong, anh em nhớ đóng đúng lại, kiểm tra cẩn thận tránh và đúng nước vào. Mức chống nước trước này là 50 m, các động thường ngày anh em đi mưa, rửa tay, rửa xe rất thoải mái. Lưu ý với anh em chút là không mang hoặc đi bơi, tắm tắm lạnh hoặc tắm sông hơi anh em nhé. Với mức giá bán của chiếc này là 8.500.000 đồng. Nếu anh em thích em này, có thể liên hệ hàng bên em thông qua số điện thoại em để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện hoặc nhắn tin, em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhé. Cảm ơn rất nhiều theo dõi này của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.